Vâng, và bây giờ thì là một game cực kỳ hot rồi. Chúng ta đang ở trên sân và chúng ta sân thượng Thảo Nguyên và thực hiện game đánh gôn. Thì ở ngay phía dưới này một chiếc cần đã gãy rồi. Một tiếng lổ rất to nhưng không phải tiếng vỗ tay của anh em. Như vậy thì xin mời em Phương Linh sẽ chuyển cho anh một chai rượu tới cần thủ này ạ. Đây là cần thủ Tùng. Xin chào tất cả các anh em. Hiện tại thì đây là live đầu tiên trong ngày của Thảo Nguyên. Vâng, ngay sau đây xin được truyền tải trực tiếp không khí hiện tại tới anh em. Ok, đoạn này tách đường em để anh em đi chứ. Vâng ạ, cần thủ Tùng đã ra đi chiếc cần. Đấy, vừa hôm qua khen cần thủ Tùng xong, hôm nay thì cần thủ Tùng lên được con chép ở đây. Và con chép này thì khoảng hơn 2 cân nữa. Và đã ra đi một chiếc cần rất đẹp rồi. Chiếc cần màu vàng rất đẹp. Và anh Tùng sẽ có một chai rượu. Xin mời bộ phận Lê Tân sẽ chuyển giúp anh chai rượu cho anh Tùng ạ. 4 con đấy. Vâng, và đây là cần con số 4 của cần thủ Tùng trong ngày hôm nay đó. Và như em đã thông tin thì hôm nay là buổi chủ nhật. Và hôm nay cũng một ngày rất đặc biệt, là một ngày có cơn mưa rào đầu tiên trong năm Quý Mão này. À đây là 4 con của anh luôn đúng không? Ồ đấy, 3 con. Ủa, rất đẹp luôn, con nào cũng vàng sộm luôn. Đây cả chép, hôm nay đúng là ngày cả chép rồi đúng không? Thông tin của anh thì vâng ạ, và game đánh gôn thì đã được diễn ra. Vừa rồi là 3 cần thủ đầu tiên thực hiện thì bóng chưa được vào lỗ. Và em đã thông tin là game đánh gôn thì đã triển khai được 4 buổi. Xin mời em Linh. Anh Tùng ạ, em đã chuyển anh Linh. Anh Tùng. Ừ, cũng được. À đúng rồi, anh bên cạnh là anh gì nhỉ? Anh Hiếu. Em bỏ cho anh. Anh Hiếu đó, anh Hiếu vừa là cũng lên một chép đúng không? Anh Hiếu vừa lấy con số mấy của anh nhỉ? Con đầu tiên. Ok. Em Linh nha, sang cái gửi tặng anh Tùng. Và đúng vừa qua anh Tùng ý kiến, anh cầm nhận giúp em đấy. Anh nhận giúp em luôn. Và đây là anh Tùng đúng không ạ? Ok. Vừa hôm qua bình luận đúng không ạ? À đúng rồi, thôi xong rồi. Bên này là một chiếc vừa một cần gãy, và bên này thì một chiếc cần bị lôi rồi. Và có lẽ là xin mời Lễ Tân sẽ chuẩn bị rượu liên tục giúp anh. Và chúng ta sẽ di chuyển rượu ra phía bờ hồ đấy ạ. Hiện nay thì với tỷ lệ cần mất an toàn hơi nhiều. Một chiếc vừa lấy xong thì cần gãy. Vâng ạ, và song song với việc lên cá và báo game rượu ở dưới này thì xin mời canh. Canh vẫn có thể di chuyển lên thực hiện cái game gôn của chúng ta ở trên tầng thượng của Hồ Thảo Nguyên ạ. Vâng ạ, bên này thì cần bị bị lôi. Biết ngay là anh em chỉ mất tập trung quá là xong. Mất cá đúng không ạ? Ok, mất cá rồi. Cá tí lôi mất cần, nhưng may vẫn còn cần. Ok. Không khí hiện tại của Thảo Nguyên hôm nay. Máy đang để tầng 2. Okay. Hiện tại thì hôm nay là ngày mưa gió. Nhưng mà Thảo Nguyên đang được đón tổng đến thời điểm này trong ngày hôm nay là 103 cân. Bên cạnh đó thì có rất nhiều các anh. Điện thoại anh để tầng 2. Hiện tại thì còn ở hồ thì khoảng tầm 70 cân thủ đó. Và ngày hôm nay thì một ngày mưa. Nhưng mà cũng rất may là Thảo Nguyên cũng đã nắm trước được tình hình là những cơn mưa xuân rồi. Và mưa lồm trong những ngày đầu xuân này nên Thảo Nguyên đã chuẩn bị cơ sở chất từ trước Tết để chào đón sau khi anh em ra xuân thì có một cái lền rất đẹp. Không sợ mưa bẩn cho anh em đi dép đi giày. Có thể thấy giày anh em đi vẫn bóng lộn luôn. Anh đừng lên con nào chứ. Giờ mới đến. Ok anh em nhé. Nên đảm bảo luôn, anh em dẫn chị em đi vừa thấy mấy chị em mới rồi. Vẫn rất là sạch sẽ đảm bảo, không vấn đề gì cả. Đấy, bà gọi đã ngon nghẻ hết rồi. Và ngay bây giờ thì Thảo Nguyên sẽ bắt đầu đánh chương trình game gôn với tất cả các anh. Thì có thể là trong các anh hôm nay thì cũng có một số các anh về trước rồi mà chưa tham gia được cái game này. Thì Thảo Nguyên vẫn bảo lưu kết quả cho anh. Và khi các anh quay lại buổi sau thì Thảo Nguyên vẫn chuyển đến các game này để anh em tham gia bình thường. Hôm nay thì thời tiết là mưa xuân, nhưng mà hiện tại thì có khoảng hơn 70 cân thủ. Trong mấy ngày hôm nay thì các anh săn cá cũng rất là đảm bảo.
những ngày như này. Và đây là giới thiệu với anh em đến cái mương nước ở Thảo Nguyên được chuyển về và cấp qua hệ thống máy 200 khối trên giờ kia, sau đó sẽ bơm vào đây song thông hai hồ này. Nên chính vì vậy tại sao là số lượng cá mỗi ngày anh em câu đấy lên hàng tạ, nhưng mà Thảo Nguyên thay nước liên tục, thế là gần như không ảnh hưởng gì đến cá cả. Nên chính vì cái vấn đề nước được giải quyết như thế, thế nên là Thảo Nguyên luôn có thể đón các anh đông các anh trong một ngày, nhưng sau đó thì Thảo Nguyên thay nước thì nước lại trở về bình thường, nên là hoạt động không ảnh hưởng gì đến chất lượng nước của cá cả. Nên chính vậy mà trong 2 năm nay rồi thì Thảo Nguyên được đón các anh gần như là rất đông trong một tuần, nhưng mà chất lượng nước anh em nhìn thấy em đi vùng quanh hồ từ nãy giờ không có chút váng gì cả, rất là ok luôn đó. Hiện tại thì đang có khoảng tầm 72 cân thủ. Hiện tại thì vẫn còn 3 chai nữa. Game gold của ta thì cũng đã được kích hoạt rồi. Các anh các chú có thể tranh thủ thời gian giải lao của mình. Hồi em ở trung tâm thành phố Bắc Giang. Hôm nay là một ngày thời tiết, nếu mà nói thời tiết xuân thì rất là đẹp rồi. Hôm nay là một cơn mưa rào, từ sáng đã đón cơn mưa rào như vậy rất là đẹp, không mưa phùn khó chịu như mấy hôm trước nữa. Cơn mưa này thì rất đẹp rồi, đây là cơn mưa đầu xuân rất đẹp cho tự nhiên luôn. Hiện tại thì game gold người ta đã được kích hoạt. Và trên này thì các em đang giờ sẽ chuẩn bị vào chương trình game gold. Các anh sẽ lên và thực hiện các kỹ thuật gold của mình. Ở cá hồ hôm nay thì lượng cá lên tương đối đủ nữa. Linh ơi, máy anh để ở đâu ấy? Máy. Có thể dành cho thí sinh thực tập câu không anh nhỉ? Thảo Nguyên thì với mức giá 20.000 đồng trên giờ bình đẳng với tất cả mọi người, các cần thủ kỹ thuật lâu năm hay kỹ thuật mới, các cần thủ mới nữa, các thủ tất cả đều bình đẳng và giống nhau hết, 20.000 đồng trên một giờ. Ở đây thì có thể thấy rất nhiều cần thủ có kinh nghiệm và cũng rất nhiều các cần thủ mới. Điều này thì đều không ảnh hưởng gì cả. Hết pin á. Em chuyển ở cái máy kia, iPhone kia. Thời tiết hiện tại thì bây giờ không còn mưa nữa rồi. Nó không mưa phùn nữa, thời tiết tương đối đẹp. Trong buổi sáng nay thì mưa rào to, rất là sạch sẽ rồi. Bờ các thứ buổi cơn mưa rất là to luôn, nên là tạo một cái bờ xung quanh của Thảo Nguyên rất là sạch rồi. Và đến bây giờ thì mưa nhỏ thôi, gần như là không mưa, không có mưa bay. Có thể thấy là không khí anh em đang săn một cái game. Thảo Nguyên vừa tặng 5 chai rượu cho 5 chai, à cho 5 con mà lên, cái vừa em thông báo thì đến giờ được 2 con vừa lên. Và ô bên kia, không phải rồi. Vâng, trong lúc em Linh chuẩn bị thì các anh có thể được test thử trên đấy. Vị trí của chúng ta là sẽ đặt bóng ở bãi bẫy trắng và đưa trái bóng lên ở vị trí xa nhất. Xin mời các anh, chúng ta sẽ để giày dép ở ngoài thảm ạ. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện cú đánh của mình ở trong thảm. Vâng ạ, bên kia báo cá đúng không ạ? Đúng, anh vừa em thông tin xong bảo giày rất là đẹp mà cũng vừa mới đến xong. Đúng không? Bên kia một chiếc cần rất dài. Cần đấy thì chắc tầm 8m1 rồi đúng không? Và bây giờ em sẽ xin được sang để truyền tải hình ảnh này, pha lên cá này đến anh em. Đây là cần thủ vừa em đã lý xong.
ok. Lên được, ui trời ơi. Tí được nữa, hai cầu thủ đến rất sớm trong buổi sáng ngày hôm nay. Đi qua mắt thế. Bên này thì khả năng là con đen rồi. Có thể thấy là đến hôm nay là buổi thứ hai sau ngày cơn mưa bồi cá của Thảo Nguyên. Thì lượng cá lên vẫn rất đều và ổn định. Và đây bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đón vào đây. Cần thủ lên đi một mình thôi. Vừa dòng cá nhưng mà vẫn có đồng đội bên cạnh đang hỗ trợ vật. À con này con chép. Chép chép. Con này chép ăn thẳng miệng rồi. Nhìn thấy đã nổi lưng lên rồi đúng không? À, xin chào anh Vũ Đức Lâm. Anh sếp. Hồ mình 20k một tiếng đúng rồi. Hồ em mình 20k một tiếng. À, anh Ngọc Sơn Tùng nhà hồ lên giới hạn. Hồ nào câu tối đa thôi. Nhiều anh em nhìn cần dài hãi không dám đánh. À đúng rồi. Thông tin của anh là lên thẳng luôn không cần vợt đúng không ạ. Ăn một cái vào miệng một cái vào vào lưng. Con chép vàng xộm luôn. Wow, con chép này thì không chê được rồi. Rất là tuyệt vời luôn đúng không? Ước gì một lần về Bắc Giang giao lưu. Xin chào anh Vương Nguyễn. Anh Khánh Nguyễn quá đẹp đúng không? Em xin trả lời anh Ngọc Sơn Tùng đúng không? Đúng rồi, thì như em thông tin ấy, Thảo Nguyên thì không giới hạn cần gì cả. Anh em nếu cần dài mà thấy khó đánh á thì anh em đánh cần ngắn. Ở đây thì đây em có thể lướt qua một loạt đây. Như bờ này anh em nhìn này. Tuy Thảo Nguyên không giới hạn cần thôi. Ô thì không giới cần nhưng mà riêng một cái dãy bờ này nhá, không có anh nào đánh đến cần 8 mét đúng không? Anh chuyên môn anh nhìn như này không có nào đánh 8 mét đúng không? Đây toàn là 3 ở đây được chắc hơn 3m6 này, 4 mét này. Tuy Thảo Nguyên không giới hạn cần nhá, nên là trả lời luôn mấy bình luận của anh ấy. Tại vì là giống như các giải vậy thôi. Thảo Nguyên giới hạn là 81 nhưng mà thực tế giải chả có nhau đánh 81 cả. Đấy. Nên là canh không biết đã đến Thảo Nguyên chưa. Còn khi anh em đến thì sẽ thấy thực tế thôi. Tuy là không giới hạn đây. Cần trái đánh nhạc ra đến giữa. Mà đây cả một cái dãy này. Anh em nhìn đây. Anh em nhìn nha. Đây này. Cần này của anh đang đánh mấy mét nhỉ. À đây có mỗi anh đây thôi đúng không. Đây cần này 81 này. Phao đây. Đây anh em nhìn một dãy này luôn nhỉ. Ở đây mình đang đánh cần mấy mét đấy. 4.5 này. Cần mấy này đấy, bỏ đây là 1.5. Chú đánh cần mấy mét đấy chú? 63 này đúng không? Cơ bản là đều đấy. Đây, mà anh em qua dậy bên này. Đâu ạ, à, bên nào tiếp tục ạ? Đây là con số 3, tiếp tục bên kia là con số 4 rồi. Kia thì chắc là chấm đen rồi. Ở chỗ, các anh ở đây là có 2, 4, 6, 8, 9 cần chỗ này. Có anh nào đánh đến 7 mét không anh? Không có ai, có anh nào đánh 6 mét ở đoạn này? Không có đúng không? Toàn 4.5 đấy nha. Trả lời luôn bình luận với lại anh Tùng nha. Khâu không giới hạn cần như đây. Một dãy này 8. Ôi bên kia ôi rồi. Ôi rồi. Bên này 8 cần. Không anh nào đánh đến 5.4 luôn. Toàn 4.5. Đấy, anh em nhìn thấy. Nhưng không có vấn đề gì cả đúng không ạ. Thảo Nguyên không giới hạn cần nhưng là một cái sân chơi. Và nó là những cái giới hạn mềm với tất cả anh em. Không có vấn đề gì cả. Phải lăn tăn cả đúng không ạ. Anh Nguyễn Nhất Quang. Hồ làm rất uy tín. Xuống cá rất nhiều. Và có rất rất khủng đúng không ạ. Chúc nhiều làm phát đạt. Rồi, xin cảm ơn anh Nguyễn Nhất Quang. Anh Vương Nguyễn. Ngoài đó cần mấy giờ? À cần máy hát đánh ổn định. Vậy bác chủ thớt. Em thì không nắm kỹ thuật này lắm. Nhưng cơ bản là thấy anh em đây cũng 5, 7, 10 hát. Cũng có trên 10 hát. Anh Tùng, chuyên gia có anh em hỏi là ở đây hôm mình đánh cần khoảng mấy hát thì ổn định nhất này. Tốt nhất. À, ok. Anh trả lời khoảng tầm 6 hát là câu đẹp anh em nhé. Đấy là một thông tin anh em tham khảo thôi. Đây. Và bây giờ thì phía vợ chơi nó phải thoải mái vậy thôi. Xin chào anh Nguyễn Gia Ân. Thảo Nguyên thì không có giới hạn. Đây ví dụ như giới hạn của anh em đây là không giới hạn, nhưng anh em đánh ở chỗ này nhá. Cần thì đang cần khoảng 4.5 thôi. Cần 4.5 nhưng đánh từ mép ra đây, đúng phao đây. Anh em nhìn thấy hai phao đây. Vào đây chắc được chưa nổi 1.5. Nên ở Thảo Nguyên không có trọng được gì cả, mà cũng có anh em thì đánh ra xa nhưng mà gần như đây. Ví giấy này thì đây hồ game này thì nhiều anh em đánh cũng xen kẽ chỗ này thì chắc là cũng có mấy 81 rồi. Nhưng mà giấy này anh em đánh từ sáng tới đánh thoải mái. Chưa có gì phải lăn tăn cả. Và cũng một điều thông tin với các anh là các cái giải của Thảo Nguyên thì gần như các anh cần ngắn là lên được giải. Đấy, cần dài thì tùy, cần dài thì các anh chặn hàng bình thường thôi nhưng chưa thấy. Đấy như vừa thông tin đi. 8 cần khoảng từ giữa về đây, toàn 4.5. Không cần nào đến 5.4. Anh Nguyễn Dân, em ở Thái Bình nhưng cũng lên anh chục lần rồi. Xin cảm ơn anh Nguyễn Dân.
anh ở Thái Bình lên em chụp lần thì cũng là tuyệt vời, sự ủng hộ rất là lớn. Xin cảm ơn anh Ma Đình Ngọc, anh Nguyễn Văn Hải, anh Nguyễn Long, anh Mạnh Thắng Thân. À, xin chào các anh. Hiện tại thì hôm nay là một không khí của ngày Chủ nhật. Có lẽ là hôm nay là một ngày nghỉ cuối tuần, là ngày buổi cuối rồi. Chúng ta có ngày hôm qua. Hôm qua thì các anh cũng dành thời gian nhiều. Hôm qua thì cũng đông các anh qua Thảo Nguyên. Hôm nay thì cũng như vậy. Và ngày mai thứ hai thì đầu tuần chúng ta lại trở lại hoạt động bình thường. Thì các anh cũng sẽ vắng hơn. Hiện tại thì ngày hôm nay thì ra hôm nay thì rất nhiều game. Thảo Nguyên dành tặng mỗi anh đều là hai trái bóng gôn. Anh em thấy ở trên sân kia thì các em đã phục vụ đấy rồi. Vừa thì chúng ta đã có hai loạt các anh lên. Thảo Nguyên phục vụ trong game này bắt đầu từ 4 giờ. Thì các anh sẽ lên đánh gôn ở trên đấy thoải mái luôn. Các anh đánh thoải mái. Ở trong một cái buổi anh em đi câu cá giải trí, đi săn hàng thì chúng ta sẽ thay đổi nhiều cảm xúc. Trong có lúc mà chúng ta cá không ăn hoặc là những lúc thay đổi cảm xúc một tí thì anh em phải lên đánh gôn. Và chúng ta có thể thay đổi các hồ khác nhau. Anh em phải đang đánh ở hồ săn hàng, chúng ta lại phải xuống hồ game bình thường, không vấn đề gì cả. Và anh em ngồi đây thì vẫn hồ vẫn trong ngày, hồ vẫn phục vụ có cơm nước đầy đủ. Sau anh em phải di chuyển lên nhà trung tâm kia, trên đấy có cà phê nước ngọt, anh em dùng thoải mái. Có người thân của mình thì cũng rất là ok thôi. Căng phết nhỉ. Trong những ngày mưa gió này, một khung hình rất đẹp. Sẽ ao ước ở rất nhiều cầu thủ mà có thể chống chọi lại với sự khắc nghiệt của thời tiết đây. Được cá không được cá này đúng là không quan trọng, đối với cầu thủ này là chuẩn rồi. Đấy, anh em nhìn thấy đâu ạ? Đây đây, ui giời ơi, gần 4,5 mét vừa lên nó bị bong luôn. Bắt đầu thấy hình dòng cá cong cong gần rồi. Như vậy thì vẫn còn hai chai nữa. Mình nghỉ đi. Ok. Chúng ta vẫn còn hai chai nữa. Hôm nay thì hồ săn hàng đang chiếm ưu thế hơn hồ game. Mình vừa đánh gôn rồi đúng không anh? Đã test rồi chưa? Có anh nào vào chưa anh? Chưa có đúng không ạ? Ok, có thể thấy trên kia thì các em vẫn đang phục vụ. Run tay à? Đấy, tôi biết ngay, bình thường tôi phục vụ trên đấy là toàn mấy anh em lên, hôm nhiều nhất là 7 bóng. À, giờ này cho em Linh ở trên đấy thì chỉ được 4 đến 5 bóng thôi. Run tay à? Không sao. Được. Thời gian tới nữa là các cầu thủ ta thì cũng sẽ có kỹ thuật tốt hết thôi. Ok, em xin chào anh em. Ok, em xin... Vâng, báo cá. Ô đây, đúng rồi. Con này lên an toàn thì cũng sẽ là con số 4 ạ. Con số 4 trong game 5 chai rượu chúng ta. Ở ngay đầu live thì con đầu tiên. Và đến bây giờ con này là con số 4 rồi. Đây là một con cà chê. Con cà chê như vậy chúng ta vẫn có một chai rượu. Rất là tuyệt vời luôn. Mình lên được mấy con rồi anh? À, anh Kiểm vừa mới đến xong. Ok đúng không ạ? Hôm nay thì mưa rồi. Hiện tại thì không mưa nữa rồi, thời tiết rất đẹp. Có thể thấy là ở rất nhiều các bờ của Thảo Nguyên thì đều thấy rất nhiều các bóng hồng. Anh em nhìn thấy rất nhiều các bóng hồng luôn ở xung quanh các bờ. Để giờ này thì được sự tin tưởng của nhiều chị em hơn rồi, nên là chị em sẽ dẫn các anh đi câu săn hàng Thảo Nguyên. À, hôm nay bắt đầu buổi đầu à? À, chà, chính thức bước vào bộ môn này luôn. Có cô em à, đây rồi, hôm nay dẫn chú vào đời à? Đảm bảo nhé. Ok luôn nữa. Ok. Được một con cho bo xong lại sau sướng. Sướng luôn. Ok, em xin kết thúc lại tại đây. Và lát nữa thì sẽ truyền hình để anh em pha lên cá tiếp tục nữa. Trong khoảng hơn 10 phút vừa rồi chúng ta đã lên 4 con cá an toàn. 10 phút rồi chúng ta lên được 4 cá an toàn. Và game gold thì cũng đã vẫn đang được diễn ra. Ok, em xin chào anh em. Em xin kết thúc anh em.